À, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Lộc Nguyễn Nam Thắng và kênh YouTube Set Mo News Today. Thì trong cái video ngắn ngày thì Thắng cũng xin được đưa ra một cái thông tin một chút để tránh cho cô chú anh chị chúng ta cảm thấy hoang mang. Vì trong ngày hôm nay thì có một cái tin là trên cái sàn nào đó Thắng không có rõ sàn MEX thì nó có một cái nến râu dài quằn tà la vằn như này. Nó trở về cái mức 0.000795. Thì một số anh chị cũng có inbox hỏi Thắng là tại sao nó lại có cái hiện tượng này xảy ra. Thì trước hết Thắng xin khẳng định là thứ nhất là Thắng không sử dụng cái sàn MEX, và cái thứ hai thì theo như Thắng check trên cái CoinMarketCap ạ, thì trong cái 24 giờ đây ạ, thì giá thấp nhất của nó là 0.00147 nha, và giá cao nhất là 0.00167, tức là trên cái biểu đồ như cô chú anh chị và các bạn có thể thấy trong cái khung một ngày á, thì không có cái giá nào thấp đến mức mất đi một số 0 và quay trở về cái con số 07 như vậy, mà thấp nhất chỉ là 0.00154 5447 thôi. Thì đấy là cái thứ nhất, nếu cô chú anh chị cảm thấy chưa thuyết phục về cái thông tin trên CoinMarketCap bởi vì có thể nó sẽ cập nhật chậm á, thì Thắng cũng có hold token Setmoon trên sàn Gate.io. Thì trên sàn Gate.io cũng vậy, trong cái khung đây một ngày thì cũng không có một cái cây nến nào nó bị xả xuống đến cái mức như vậy cả. Hay thậm chí khung 4 giờ như cô chú anh chị có thể thấy là chúng ta đang ở cái ngày thấp nhất trong ngày rồi là 0.00145. Thì tại vì cái sàn Gate nó bao giờ cũng thấp giá hơn, thì đây cũng là một cái cơ hội chúng ta mua thêm. Thì Thắng cũng đang cân nhắc là có thể mua thêm một chút nữa để chúng ta hold trong dài hạn. Thì nếu cô chú anh chị mà cảm thấy lo lắng thì cũng đừng quá là buồn. Nếu như mình hold trên cái sàn MEX này thì Thắng khuyến nghị là chúng ta nên cân nhắc chuyển sang cái sàn khác mà hold, hoặc chúng ta chuyển về ví Setmoon mà hold. Thì cái sàn MEX này Thắng không có tìm hiểu về nó nên là cũng không biết là chính xác nó có tốt hay không. Thế tuy nhiên là nến râu này ấy, nó thể hiện một cái điều là trên cái sàn SMEX này ấy, là có rất nhiều các cái nhà đầu cơ nhỏ lẻ họ ôm hàng, họ gom hàng rồi họ xả một phát xuống thì nó bị sốc rồi nến nó sẽ rụt xuống là chuyện bình thường. Tuy nhiên các cái sàn khác nó không có cái điều đó xảy ra, thế cho nên là nó không có cái hiện tượng như thế này. Thì cái việc nến nó không ổn định thì nó làm cho Thắng cảm giác nó không yên tâm. Tuy nhiên những cái sàn nào á, nó có cái sự đồng nhất với cái CoinMarketCap hoặc là CoinGecko á, thì Thắng sẽ yên tâm hơn. Thì đấy là một số thông tin cơ bản, một số thông tin để cho cô chú anh chị của chúng ta đang hold Setmoon sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.